Bipa Bipa, chị Bi đã xin chào tất cả các bé nha. Mùa hè này các bé đã tạo cho mình được một album mùa hè với những kiểu đồ và kiểu tóc khác nhau chưa nào? Ngày hôm nay thì chị Bi đã sẽ cùng nhau hướng dẫn cho các bé chọn một số trang phục và kiểu tóc vào mùa hè. Chúng ta sẽ cùng chọn một album nha. Thì chúng ta bắt đầu lựa chọn album cho chúng ta nha các bé. Đầu tiên thì chị Bí Đỏ sẽ chọn với phong cách trẻ trung. Đây chị Bí Đỏ nhầm một tiếng nha. Ở đây thì chúng ta chọn phong cách trẻ trung năng động. Thì chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu tóc như thế này. Và kế tiếp thì chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu áo như thế này. Và chúng ta sẽ chọn một chiếc quần sọt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn một chiếc áo khác như thế này chẳng hạn, hoặc là một chiếc áo như thế này, cũng có thể là một chiếc áo như thế này, hoặc là chiếc áo như thế này nha các bé, tùy vào chúng ta lựa chọn nha. Ở đây thì chị Bí Đỏ sẽ chọn chiếc áo này. Và tiếp theo thì chúng ta có thể chọn nó, hoặc là chúng ta cài hoa như thế này. Ở đây thì chị Bí Đỏ sẽ cài hoa nha, và một chiếc vòng cổ như thế này, và chọn một chiếc túi đeo như thế này, rất là trẻ trung phải không nào. Và bây giờ thì đã xong một phần cắt, chúng ta chụp bức ảnh đầu tiên nào. Rồi, chúng ta đã tạo được một bức ảnh đầu tiên trong album. Kế tiếp thì là một bức ảnh thứ hai nha. Chị Bí Đỏ sẽ chọn phong cách cột tóc thắt bím như thế này, rất là con gái phải không. Bây giờ thì chị Bí Đỏ sẽ chọn áo nha. Chị Bí Đỏ sẽ chọn chiếc áo này. Và chị Bí Đỏ sẽ chọn một chiếc váy nha. Ở đây thì chị Bí Đỏ sẽ chọn một chiếc váy có màu như thế này, để khá phù hợp với chiếc áo của chúng ta đã lựa chọn. Và chị Bí Đỏ sẽ chọn một chiếc áo khoác, một chiếc áo khoác như thế này nhé. Vừa dễ thương lại năng động nữa. Ở đây thì chị Bí Đỏ sẽ không chọn phần nón, tại vì chị Bí Đỏ cảm thấy kiểu tóc bục bím như thế này thì rất là đẹp rồi. Và một chiếc túi xách như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ có được một bức ảnh thứ hai. Và cuối cùng chúng ta sẽ thiết kế để chụp thêm tấm ảnh thứ ba để được một album nha. Bây giờ thì chị Bí Đỏ sẽ chọn một kiểu tóc là cột lên, hoặc là chúng ta có thể cột như thế này nha, và chúng ta có thể cột cao qua một bên. Ở đây thì chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu tóc cột như thế này, sẽ rất là phù hợp cho ngày hè, không bị nóng nực nha. Ở đây thì chị Bí Đỏ sẽ không chọn quần hoặc váy nữa, mà chị Bí Đỏ sẽ chọn xích đồ nguyên váy như thế này. Ở đây cũng có rất là nhiều kiểu đầm cho chúng ta lựa chọn. Thì chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu đầm như thế này nha, rất là năng động và trẻ trung luôn á. Chúng ta có thể thêm một chiếc áo khoác, hoặc là không thêm áo khoác nha các bé. Ở đây thì chị Bí Đỏ sẽ không chọn áo khoác nữa, và không chọn nón luôn. Ở đây thì chị Bí Đỏ sẽ chọn vòng hoa màu hồng, và túi xách như thế này thì sẽ phù hợp hơn là đeo phải không nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ có tấm ảnh thứ ba. Rồi, bây giờ thì hãy xem album của chúng ta nào. Các bé đã thấy chị Bí Đỏ đã tạo được một album với ba phong cách khác nhau và những màu đồ khác nhau. Còn các bé thì sao? Sau video này các bé đã chọn được phong cách cũng như là quần áo kiểu tóc thích hợp cho mình để tạo một album mùa hè thật là xinh dễ thương chưa nào? Trả lời cho chị Bí Đỏ biết nha. Các bé ơi, các bé đã tham gia vào gia đình chị Bí Đỏ chưa? Nếu các bé muốn tham gia vào gia đình của chị Bí Đỏ thì các bé có thể tham gia bằng cách nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới để dễ dàng theo dõi những video tiếp theo của chị Bí Đỏ nha. Còn bây giờ chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé.